Ok, xin chào anh em, rất vui lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được cảm ơn anh em Lê Vinh Hiệp đã donate ủng hộ cho kênh. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn các anh em sau đây. Tôi xin được cảm ơn anh em Trịnh Hoàng Long, anh em Phạm Nhật, anh em Kỳ, anh em Long Nguyễn, anh em Nguyễn Văn Tuấn, anh em Ngọc Nguyễn, anh em Hùng Bùi, anh em Phạm Thành Thái, anh em Lê Trịnh Thành Trung và cuối cùng là anh em Nguyễn Hoàng Anh đã tiếp tục gia hạn hội viên cũng như là đăng ký hội viên mới để ủng hộ cho kênh, trích một phần thu nhập của các anh em hàng tháng giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. Anh em thân mến, ngày hôm nay là một cái clip đặc biệt, clip kỷ niệm 1 năm ngày anh em Phạm Xuân Ngọc đăng ký hội viên ở trên kênh. Hôm nay tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất đến anh em Phạm Xuân Ngọc trong suốt cái khoảng thời gian 1 năm vừa qua đã đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh, và tôi làm cái clip hôm nay thay cho lời cảm ơn gửi đến anh em Phạm Xuân Ngọc. Chúc anh em Phạm Xuân Ngọc có nhiều sức khỏe, công việc làm ăn thuận lợi và vẫn tiếp tục yêu mến ủng hộ kênh Game Today như bây giờ anh em nhé. Cảm ơn anh em Phạm Xuân Ngọc rất nhiều. Và trong cái clip kỷ niệm ngày 1 năm đăng ký hội viên của anh em Xuân Ngọc hôm nay thì anh em Phạm Xuân Ngọc có mong muốn là tôi sẽ chơi một cái line up mà nó cũng đã out meta rất lâu rồi. Đó chính là line up Tam Pháp Sát Long, một trong những cái line up bí kí mà tôi đã giới thiệu cho anh em cách đây khoảng 4-5 mùa, thậm chí là hơn, tôi cũng không nhớ nữa. Và anh em Phạm Xuân Ngọc thì cũng có mong muốn là tôi chơi cái bộ này. Đấy, và anh em cũng chắc là cũng thích tôi chơi cái bộ này, múa cái bộ này, nên là anh em cũng chỉ yêu cầu top 3 thôi. Ok, thì hôm nay tôi sẽ chơi cái bộ line up Tam Pháp Sát Long anh em nhé. Và đây nó cũng, tôi phải nói thật với anh em là cũng đang theo cái dòng sự kiện, tức là tôi đang có một cái ý tưởng là làm cái content của những cái line up mà cũ rồi ấy, để đấm cái bộ Ngũ Long Hóa Hình. Đấy, một cái bộ rất hot trong cái thời điểm hiện tại. Ok anh em nhá. Rồi hôm nay chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta sẽ form bài để chúng ta xoay về cái bài Tam Pháp Sát Long. Đấy, để xem là Tam Pháp Sát Long ao meta đấy thì có ăn được cái bộ mà đang hot meta hiện tại không anh em nhá. Rồi let's go. Đồ thì ở cái slot 1 ấy thì hiện tại là bây giờ không có lấy được cái món đồ gì. Là cái slot này tôi sẽ random nha anh em nhá. Được, cái búa set anh em ơi. Được rồi, ok rồi. Đồ chắc chắn là đồ Tam Pháp Sát Long thì sẽ dồn cho hai con thôi, một là con rồng hay là con assassin. Đấy, con assassin thì có thể là con cáo hoặc là có thể là con sai linh assassin, cái đấy tùy xem là cái trận đấu nó như nào, nó ra thì chơi nhá anh em nhá. Đấy, không có cáo thì dồn đồ cho rồng, mà không có có sai linh assassin thì dồn đồ cho rồng hoặc cáo. Đấy, thậm chí là có thể là con gì nhỉ, Queen of Pain, con Phantom Queen cũng được. Ok. Rồi, mua beat này. Ok, chúng ta có 3 mech đã, ở cái round này đã. 3 mech 2 beat. Ok, tôi không câu gầu đâu anh em. Lấy cái lợi thế đánh chuỗi thôi. Lấy cái lợi thế đánh chuỗi anh em ạ. Nên là không cái câu gầu, chúng ta cho vào 2 beat là ngon hơn. Cộng thêm phần trăm đam. Đấy, mà tôi bán cái con gấu đi thì tôi sẽ có tiền tôi mua con rồng nữa. Còn nếu mà tôi không có bán con gấu đi thì tôi lại phải bán một cái con bít đi thì không nha anh em nhá, thì yếu. Rồi. Cần gì câu gấu đâu mà, câu gấu tí nữa cũng bán đấy mà. Tôi cần là cần cái gì là cần là... Lúc đầu là chúng ta phải có công nghệ mech để chúng ta roll. Cho hai con Shadow Killer nhưng mà không có tiền mua anh em ạ, thôi. Úi ôi, rồng ấy, được đấy. Thế thì... Đây, bán con này đi. Evil này cũng ngon. Rồi. Cái con sói ấy tôi sẽ giữ lại anh em ạ. Bởi vì tí nữa là chúng ta có human á. Ok. Hai Clive kẹp với cả 3 mech. 3 Goblin. Ổn rồi. Tạm thời là sẽ ổn, nếu mà round xong mà cho tôi cái con rồng 3 đô nữa thì tuyệt vời luôn. Cho tôi con rồng 3 đô nữa kẹp rồng vào. Hay quá nhờ. Hai thằng Eco anh em ạ. Được quá nhờ. Rồi, roll tiếp nào. Flame này. Đấy, có human rồi đấy. Có nên chơi tiếp công nghệ không nhờ? Cảm giác là bây giờ vẫn mạnh. Bây giờ vẫn mạnh, mặc dù một sao nhưng mà vẫn khá là mạnh đấy. Bây giờ con Heaven Bomber có thể nó sẽ lên được 2 sao. Tôi nghĩ là thế.
Tôi vẫn cứ để level 5 thôi, tôi cũng chưa cần phải cố gắng tôi lên 6 làm gì cả anh em ạ. Cứ bình tĩnh. Tầm này chúng ta kiếm tí công nghệ max đã, cho roll mấy cái ra Dragon Clay 2 sao chẳng hạn. Có bao giờ như thế không nhỉ? Ui cái thằng kia nó cầu ra con gấu rồi kìa. Gấu assassin. Càng đấy. Câu ra gấu assassin sớm khả năng là thằng này nó sẽ chơi assassin. Cái bộ tam pháp sa long này khá là sợ assassin đấy anh em ạ. Với căn bản là cái hàng đam nó ở phía dưới. Ok, vẫn khỏe anh em ơi. Đây rồi, ba dòng này. Từ nhá, để xem nào. Roll thêm cái nữa này. Thôi được rồi, thôi thôi bỏ mech rồi anh em ạ. Bỏ mech thôi. Bỏ mech rồi, bỏ mech rồi. Về căn bản là bây giờ ấy, chúng ta bỏ mấy cái con này đi, chúng ta up cấp lên thì chúng ta sẽ có 3 mét nữa. 3 mét 3 dòng. Hợp lý chưa? Rồi, up cấp luôn. À không được. À thế thì thôi bỏ cái con này đi. Con Thunder. Thunder là phải lên level 7 mới cho được vào. Nhưng mà không sao, tôi vẫn đủ 3 mét mà. Vẫn đủ 3 mét được rồi. Ok. Được đấy. 3 mét 3 rồng kẹp 2 nai. Được chưa? Quá ok luôn anh em ạ. Rồi. Được luôn. Ui giời, hay quá nhờ. Được đấy. Rồi bây giờ tôi thấy là cái đội hình này bây giờ nó cũng khá là ổn rồi. Rồi. Bây giờ mà gặp cái thằng có chuỗi kia, cắt chuỗi của nó thì ấm luôn này. Tiền nó lại thoải mái luôn. Vừa có chuỗi vừa có tiền. Đấy, cho gặp sớm ấy nha, gặp luôn round này đi. Bởi vì là cái round 11 ấy sợ không đủ tiền lên level 7 đâu. Gặp sớm ấy, đội hình năng mạnh gặp ấy nhá. Ui không gặp rồi. Gặp. Ui nhưng cái ông này tên quen đấy nhở. A Phú à, A Phú này có phải ở trong A Clan không? Trông có vẻ giống như là ở trong A Clan ngày trước ấy. Hay quá. Gấu à. Ui quá tuyệt vời luôn. Mua luôn anh em ơi. Tao sau là không có tiền để lên level. Có đủ không nhỉ? Tao sau có quyển sách nữa. Có thêm quyển sách chắc đủ tiền. Đủ tiền thì tôi sẽ lên 7 luôn anh em ạ. Tôi phải giữ bằng được cái chuỗi này. Tao sau có thêm cái 3 tia nữa thì tuyệt vời luôn. Có thêm cái nhẫn lẻ đấy. Nếu mà không có nhẫn lẻ xin cái trừ giáp cũng được nhá. Để xem là có trừ giáp hay là có nhẫn lẻ gì không. Nói chung là tôi cứ dồn đồ cho rồng thôi. Bộ tam pháp sắt long thì đồ chủ yếu là dồn cho rồng. Và chủ yếu là nó lấy đồ đam anh em ạ, lấy đồ full tấn công. Có thể là đam phép hoặc đam vật lý nhưng mà nó sẽ là full công nhá anh em, nó đánh nó full công luôn. Lấy cái hút máu trừ giáp thôi. Ok, cho em con gấu vào này. Như này sợ còn chưa ăn được đâu. Bỏ con này vào đi. Ok không? Bỏ con này vào thay. Tôi chấp nhận là không có sách ấy. Rồi, lấy đồ chắc là lấy cái này thôi. Tăng tốc đánh cái món này trừ giáp vào, tăng tốc luôn anh em ạ. Được không? Tôi nghĩ là được. Rồi. Thôi hết tiền rồi, cũng chả roll được nữa, chỉ có thế này thôi anh em ạ, mạnh nhất rồi. Warrior. Rất nhiều 2 sao ở đây. Ê kìa, không xoay quạt được kìa. Ui, xoay quạt hơi chậm anh em ạ, thôi xong rồi, toàn rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng hẳn rồi. Ui, mất chuỗi, cay lị. Chán thế nhờ. Ok, làm sao ấy nhở. con du của nó khỏe quá. Con du 2 sao.
Con Swordman 2 sao nó xoay kinh quá anh em ơi. Thế là tôi lại mất chuỗi với cày như này. Thôi được rồi, thế lại bỏ cái này vào. Bỏ vào lấy tí sách. Kiếm cái sách gỡ lại vậy. Chán thật sự. Chán đời. Có vẻ không thuận lợi lắm nhờ anh em nhờ. Có vẻ không thuận lợi lắm. Tôi cứ tưởng là tôi vẫn giữ được chuỗi chứ. Ra con gấu ấm thế up lên 7 hết vẫn thua. Đánh giá sai đối thủ quá nhờ. Thế là đối thủ giờ level 7 là 24 tiền. Còn tôi giờ chưa được 10 tiền. Thôi round này cố gắng thắng để gỡ lại nhá. 6 Hunter. Chắc là chơi được. Đó. Hên gặp mấy cái thằng Eco. Ờ bây giờ cứ cho gặp mấy cái thằng Eco nhiều vào. Xin gặp mấy cái thằng Eco đi xem nào. À không, bây giờ có đang có hai thằng đang có chuỗi đấy kia thì phải xin gặp mấy cái thằng có chuỗi để cắt chuỗi đó chứ. Sao lại gặp mấy thằng Eco? Ừ nhỉ. Không không không, vẫn phải gặp cái thằng giấm trước. Cái thằng này nó Eco chuỗi trừ 8 là tí nữa nó xả tiền gặp nó là cất mất chuỗi đấy. Để xem nào. Ui A Phú ấy, cái gì đấy? A Phú ngũ long hóa hình này. Ui rồi, Fallen Witcher 2 sao rồi ạ. Sớm thế. Đã Fallen Witcher 2 sao rồi. Căng nhờ. Mà đây là tự ra nhá, không phải xả tiền đâu nhá. Thôi rồi, để biện pháp mạnh với cái thằng chơi ngũ long. Anh em yên tâm, cái bộ đấy tôi thông thạo 10 mà. Đây là tôi đang chơi một cái lineup mà tôi thông thạo 10 mà gặp cái lineup thông thạo 10 của tôi. Đấy. Pick con máy bay vào anh em à. Counter đấy, counter ngũ long đấy anh em. Cứ bình tĩnh. Ủa, bây giờ mới để ý lại gặp lại thằng này này. Tôi chết rồi, gặp sớm thế, ăn nổi không? Con du là vẫn sống kìa, giết chết con du đi. U được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Con ba con, ba đấm ba. Ba đánh với ba, ba đánh với ba. Ui, không, 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 từ từ nhá. Từ từ nhá, từ từ nhá, từ từ nhá, từ từ, từ từ nhá. Cắt chuỗi luôn, vừa lấy coi như gửi tiết kiệm. Được. Ra này. Được đấy. Đó. Ổn rồi. Đó, ra ra tôi bán cái con flame rồi. Tôi chỉ cần 3 human thôi mà. Có 3 human rồi. 3 human 3 mét thì có rồi. Đó, chúng ta chơi tam pháp sát long có nghĩa là gì? 3 human 3 sát thủ. À sorry anh em. 3 sát thủ, 3 mét và 3 pháp sư. Đấy. Cái tên nó lên tất cả nhá anh em nhá. Không thừa thì thôi, bán đi. Không dùng flame. Đây rồi, ngũ long hóa hình này. Nhưng mà bây giờ đang trong cái quá trình form. Đang trong cái quá trình form. Ồ, được chưa, được chưa, được chưa. Ông này ngày trước ở A-Clan. Anh em ạ. Ông A Phú này tôi nhớ là ở A-Clan ngày trước. Tức là ông này phải chơi 4-5 năm rồi. Chơi đời đầu ấy, đời đầu auto-chat. Mấy cái ông mà Clan A đó, Clan từ rất lâu rồi. Clan A này, A Clan này, hay là Clan Kết Clan này, hay là gì nhỉ? VG à? Ừ đúng rồi, cái hồi đầu chỉ có mấy Clan này thôi. Lâu lắm rồi ấy. Lâu lắm luôn ấy. Bây giờ các Clan đấy đã tan rã hết rồi. Đấy. Có những cái Clan lập từ rất sớm nhưng mà hiện tại là không còn nữa. Thực ra chả có cái Clan nào mà từ cái đời đầu mà còn có thể sống sót đến bây giờ. Tôi thấy nó, Clan nào thế thôi, nó có lúc thích lúc suy. Đấy, cái lúc mà nó đến cái thời kỳ hưng thịnh nhất cũng là cái lúc mà nó bắt đầu nó đi xuống. Clan nào cũng thế. Tôi chưa thấy cái Clan nào mà nó thoát khỏi được cái vòng lặp định mệnh đấy cả. Ở trong cái trò này. Ngay kể cả bản thân cái Clan mà tôi lập ra, Clan GTD cũng thế thôi. Đấy. Đến cái lúc này thì gần như nó đã tan rã. Gần như là không duy trì được. Đấy thì bây giờ lại bắt đầu có những cái Clan khác nó lại bắt đầu nó nổi lên. Mặc dù là tôi bây giờ thì cái kênh của tôi ấy, thì nó phát triển hơn trước rất nhiều. Đấy, rất là nổi ở trong cái bộ môn này. Ở trên YouTube cũng như là nổi tiếng luôn ở trên toàn thế giới luôn. Đấy, các fan nước ngoài, người nước ngoài rất nhiều. Nhưng mà tại sao Clan lại không duy trì được? Thì tôi cũng nói với anh em từ vừa nãy rồi ấy. Cái Clan nó có cái thời kỳ có đỉnh cao. Đấy, sau cái thời kỳ đỉnh cao đấy là sẽ có rất là nhiều người ở trong Clan. Và khi mà một khi mà đã nhiều người ấy, thì quản lý nó sẽ khó hơn. Và nó sẽ lẩy sinh, bắt đầu lẩy sinh mâu thuẫn. Thực ra những cái anh em mà hồi đầu vào Clan bằng cái sự yêu mến ấy, chơi với nhau thì nó được dài. Đấy, thì họ vẫn chơi với nhau thôi. Còn những cái người mà người ta vào sau ấy, thường là rất có thể là không phải là cái lý do là họ là muốn vào một cái cộng đồng mà muốn chia sẻ với nhau, muốn chơi với nhau.
Và đơn giản là chỉ vì là những cái quyền lợi. Đấy. Ví dụ như là tổ chức giải chẳng hạn thì được tham gia này, hay là tham gia giải thì có thể là kiếm được tiền ở trong những cái giải đấu đấy. Thế đâm ra là có rất nhiều những cái người, thậm chí là tôi biết là hoạt động một lúc 2-3 clan. Đấy, thì đó là chính là những cái mà dấu hiệu của sự đi xuống. Bởi vì là thực ra tôi thấy là sau tôi nhá, thì cũng có rất nhiều những cái clan khác ấy, nó cũng lặp lại cái quy trình đấy. Tôi cũng ví dụ luôn anh em là ví dụ như là BP chẳng hạn. BP clan bé Pi ấy cũng là một trong những clan mà nó đã qua cái thời kỳ đỉnh cao rồi, nó đã qua cái thời kỳ hưng thịnh rồi. Và nó cũng đang lặp lại cái quy trình đấy giống như là cái clan GTD của tôi. Tức là sau một cái quá trình mà clan nó mở rộng ra rất nhiều đấy, thu hút được rất nhiều những cái người không phải ở trong clan ấy, thu hút vào trong clan để tham gia những cái event, những cái giải. Thì bắt đầu khi mà cái quyền lợi ấy nó bắt đầu hết ấy, thì cũng có nghĩa là người ta sẽ rời bỏ clan. Nếu mà muốn duy trì ấy, thì phải bơm tiền liên tục để tổ chức giải. Lúc đấy thì sẽ thu hút được rất nhiều những cái người người ta vào clan để người ta chơi. Nhưng mà như thế nó quan trọng là nó là phải có tiền để bơm. Đấy. Và quan trọng là chúng ta thu hút là bằng cái tiền, chứ còn chúng ta không thu hút cái số lượng thành viên là bằng cái sự gọi là đam mê kết nối. Đó chính là lý do tại làm sao mà càng ngày các cái clan đó nó càng đi xuống. Hiện tại là tôi chưa gặp cái thằng có chuối anh em ạ. Chắc rôn rồi anh em. Từ đá bỏ cái này ra, nối tiếp. Ui không không không, con này không 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 phải, con này không lên 2 sao đâu. Từ đã, rô tiếp. Rồi. Ok 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 ok, được rồi được rồi được rồi được rồi, ổn rồi. Ổn rồi đấy. Cái con cây không lên làm gì cả anh em ạ, cây không lên. Chưa gặp hơi đen nhờ anh em nhờ. Tôi tính cái round này gặp cái thằng đang có chuỗi cộng 7 kìa. Thằng đấy nó gặp cái thằng nhóc tì kia, thằng nhóc tì đấm nó sấp mặt luôn ấy. Nó sao mà ăn được. Khả năng mất chuỗi rồi. Đèn thế gặp sau ạ. Cày thật. Thế thằng nhóc tì nó cắt được hai cái chuỗi ấy. Tiền nhiều vãi cứt. Thằng đấy hình như là chơi 9 warrior rồi phải. Đấy tôi biết ngay mà. Đùa có sai đâu. Tôi đã bảo là tôi đánh giá đội hình là như nào là đủ mạnh mà. Cái thằng nhóc tì tôi đánh giá nó ăn được thằng đấy, đúng ăn được luôn. Đấy, tôi cũng phải roll để tôi ăn được cái thằng đấy chứ. Thế mà rồi cùng thế nào lại gặp cái thằng nhóc tì trước với cay. Tôi gặp nó ở round 19 đó, đúng cái round cuối cùng. Chán đời thế chứ lị. Quá đen luôn. Nhưng mà được cái là tôi roll ấy, tôi xả một chút thì tôi cũng sắp có chuỗi rồi anh em ạ. Bởi vì bây giờ đội hình của tôi nó cũng khá mạnh đấy. Tam pháp sát long không hề yếu nha anh em nhá. Không hề yếu tí nào luôn. Ăn nổi không? Ăn nổi không? Ăn nổi không? Được, được chứ, được chứ, được chứ, được chứ. Không 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 không. Không 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 không. 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 Ôi tôi chết tôi rồi. Không được rồi anh em ơi. Ui giời ơi. Tôi cứ tưởng là xả thế là vừa đủ, ai ngờ à, thằng này nó cũng khôn. Nó tách cái đội hình ra anh em ạ. Nó tách đội hình ra. Hơi cay. Nó tách đội hình ra. Nó tách đội hình ra. Thế là cái con già của tôi nó không quét được hết. Con Thunder. À con Water Spirit nó không quét được hết anh em ạ. Chán đời thật sự. Cái vấn đề quan trọng ấy là bây giờ tôi đang bị khá là thọt tiền ấy. Do tôi xả tiền nó khá là nhiều. Mà bây giờ nhá, cái đội hình này là phải chơi ở level 9 cơ. Mà chơi ở level 9 ấy, tí nữa sau round 21 là bắt đầu là sẽ gặp những cái thằng như là cái thằng này này. Ôi dồi ôi mẹ vãi cứt. Ngũ Long Hóa Hình đã có cả Dominator cho vào để úp lồng rồi đấy. Căng chưa. Bây giờ đánh làm sao ấy để đẩy cái thằng đấy đi. Đấy, A Phú đẩy đi sớm. Thế là đỡ lo thì mối họa đấy anh em. Mối họa đấy. Mối họa đấy anh em ạ. Không đơn giản đâu. Rồi cứ lên 9 ấy, cứ biết lên 9 nữa này. Cái bộ này là cái bộ chơi ở 9 anh em nhá. Rồi Thunder 2 sao vứt vào. Rồi rôn tiếp kiếm con rồng. Cái nữa. Ui chán thế nhở. Tôi cần cái con rồng lên 2 sao cơ. Con đấy nó làm co anh em hiểu không. Mấy con này nó nói chung là cũng phụ họa tí. Nhưng mà tí nữa mà gặp Ngũ Long Hóa Hình vớ vẩn nó đấm nó sấp mặt luôn ấy. Đồ hơi chán anh em ạ. Chưa có 3 tia. Thôi rồi từ từ đã xem đối thủ nào. Ây à.
Càng đấy, càng đấy. Cái thằng nhóc tì nó lên level 9 rồi, nó có 9 warrior rồi. Ui, thằng gặp thằng này comeback này, chơi bộ beat. Comeback. Ui, comeback mạnh quá anh em ơi, tôi chết rồi. Đấy anh em thấy chưa? Tầm này mà không có dòng 2 thì đỡ thế nào được, phải dòng 2 3 tia cơ. Tôi chết rồi, toang rồi. Đấy, bắt đầu mấy cái thằng eco nó xả hết tiền nó đẩy cả. Ui, 15 máu. Cho xin con rồng 2 nào. Tôi cần cái con rồng 2. Chán tê nhở. Chán đời thật sự đấy. Dragon Clay bây giờ mà không lên 2 sao thì chết đấy. Hay là bán con già đi roll cái lửa nhở. Bây giờ ấy, cái quan trọng là sau round 21 này là bắt buộc phải form được cái con rồng 2 sao anh em ạ. Đối thủ bây giờ đã như là đủ bộ hết rồi, 2 sao hết rồi. Giờ này bị chậm rồi đấy, do cái trận này tôi bị thọt tiền quá. Thằng này chắc là vẫn ăn được, thằng này thì ăn được. Thằng này thì ăn được. Ok. Ui đi luôn à. Ơ thằng này bị làm sao nhỉ, giữ 50 tiền ạ, vãi cướp. Thôi rồi. Ui không phải, tôi đã gấu vào thay cho già. Ok, gấu 2 sao vào thay già đã. Già không biết là có lên được 2 sao không này. Hay là bán búa đi rôn rồng nhỉ. Ok, như này có vẻ ổn hơn. Tôi vẫn thấy là cái con già nó khỏe hơn cái con Water Spirit. Già phọt trưởng này vẫn khỏe hơn anh em ạ. Thôi thắng rồi còn được quyển sách. Ngoài căng chưa này. Ui mẹ úp lồng. Đứng gọn vào tí không nó úp vào là tôi chết đấy. Căng thật sự. Ui gặp thằng này sao gặp lắm ấy nhở. À chuyện này có hai thằng chưa beat phải không. Đúng rồi thằng này thằng khác. Thằng này khác với lại thằng giấm cơ. Cái thằng giấm. Thằng giấm cũng đang có chuỗi kìa. Căng thật sự. Được chưa? Được chưa? Ăn được thằng này. Ăn được. Ui thằng nhóc tì mất chuỗi rồi. Ơ tôi cắt chuỗi thằng giấm kìa. Cùng với đó đi con rồng của tôi lên 2 sao luôn. Ảo rồi. Đúng là ảo ma Canada luôn. Vừa lấy tua vì nó đẩy một đống máu 15 máu à. Xong ra vừa rồi tôi chỉ xếp được hình lại một chút thôi mà tôi ăn được ạ. Mà xếp cái này là tôi đang xếp để tránh cái con ngu làm hóa hình nó úp lồng rồi chứ. Thế mà rồi cùng lại ăn được cái chuối. Được thế nhở. Rồi. Ổn rồi đấy anh em. Tam pháp sát long đánh rồi đấy. Ổn. Ok đấy nhở. Tôi cứ tưởng là cái bộ này ao meta nhưng mà tôi đánh vẫn ổn này. Anh em này. Con 72 máu level 9 này. Đây rồi ngu làm hóa hình. Đấy úp lồng đi. Úp lồng đi. Ồ úp đi. Quá đen cho bạn ơi. Tôi có dòng của tôi lên 2 rồi. Trời ơi. 3 máu à. 3 máu à. Tự tin quá. Giữ 27 tiền. Anh em thấy chưa. Đấm vỡ võm ngu long hóa hình luôn. Tam pháp sát long anh em ạ. À. Căng chưa. Ui giời ơi. Ngộ không này. Con ngộ không tí nữa sẽ thay con già anh em nhá. Còn rao này thì để già vào để kiếm cái quyển sách đã. Rao 25 rao quái. Rồi bây giờ nguy hiểm là cái thằng nào đây. Bây giờ sợ nhất thì chắc là tôi nghĩ là thằng Assassin kia rồi. Assassin, gấu Assassin 2 sao anh em ạ. Nó lên được con gấu Assassin 2 sao rồi. Tức là nó sẽ bay xuống và nó sẽ clear tôi rất nhanh. Thằng Warrior thì cũng không sợ nữa rồi. Warrior tầm này đang phát sát long là đủ cân được. Cân được 9 qua. Nhưng mà cái vấn đề là cái thằng 9 Warrior nó đang ở level 10. Và nó đang có 50 tiền. Ôi mẹ ơi, giàu vãi cứt luôn. Sợ thật đấy. Round 25 level 10 50 tiền anh em ạ. Thằng này nó có cái chuỗi nó dài quá. Nó cắt được hai lần chuỗi. Nó cắt được chuỗi của tôi này, nó cắt được chuỗi của cái thằng gì đấy, có một thằng nữa. Thì cắt chuỗi thế là xong rồi nó lại còn có chuỗi nữa nên là bây giờ nó 50 tiền ở level 10 luôn. Căng thẳng thật sự. Đây rồi. Người ta không sợ Wario. Tí nữa là nó sẽ có 50 tiền thì nó sẽ chuyển bài thôi. Sớm muộn gì nó cũng chuyển thôi anh em ạ. Đó, tạm thời là như này anh em nhé. Ok. Rồi, thế này ổn rồi.
Thậm chí là bây giờ cho Ngộ Không vào thay cho con Zersaw thì cũng được. Đấy, chúng ta có 3 mét mà. Tam pháp sát long thiếu sát thủ thôi. Sát thủ cho vào level 10. Sát thủ để cho con tôi nghĩ là sẽ cho thêm một khống chế, là con Queen, Phantom Queen ấy. Đấy, chứ còn Sailing Assassin thì từ từ đã. Ra thì chơi, còn không ra thì thôi. Tôi đang tính là tôi sẽ chốt cái giáp da bò luôn. Tí nữa đằng nào cũng chơi với cả bọn Assassin anh em ạ. Assassin này cầm giáp da bò là ngon. Đấy. Thằng Beat này thì bây giờ không sợ rồi anh em ạ. Này thì Beat. Úi dồi ôi. Beat này bây giờ có gỗ không rồi, làm sao mà sợ. Đi luôn, hay quá. Úi dồi, đám ma pháp. Ro à? Tương lai sẽ là cái Ro đấy. Ro cho Dark Spirit. Net game. Được. Ổn không? Anh em thấy ổn không? Quá ổn luôn anh em ạ. Trời ơi. Anh em thấy không? Đúng kiểu thông thạo ấy. Biết là bộ này sức mạnh nó đến đâu, kết hợp các thứ vào khỏe phết đấy anh em ạ. Tôi thấy nó cũng khỏe mà. Đánh ở meta này luôn ấy, đánh có Ngũ Long Hóa Hình các thứ vào vẫn ok, vẫn hơi không sợ. Đánh ngon luôn. Rank Queen đấy nhá, Rank Queen ấy, không phải là rank vớ vẩn không. Đấy mà bây giờ đánh nó còn như này vẫn còn 72 máu này anh em này. Trời, đấy là còn bị thọt tiền rồi giữa game ấy nhá. Đầu game giữa game xả tiền không cắt được chuối thọt tiền rồi đấy. Bị mất chuối nên mà rồi cuối cùng là vẫn như là ok luôn. Rồi gặp thằng này nguy hiểm đấy. Thằng này à không không không, thằng này không nguy hiểm lắm. Thằng này bình thường. Ơ trận này có 3 thằng chơi beat cơ. Trận này có 3 thằng chơi beat anh em ạ. Thằng này là beat assassin. Kẹp với cả cái gì? Kẹp với lùn à. Ui giời, vẫn bị tôi đấm sấp mặt luôn đấy. Tôi có chuối cơ. Ảo thật đấy. Sợ thật. Nhưng mà tôi chưa gặp cái thằng Panda. Thằng Panda đấm với tôi đấy. Thằng đấy khá là nguy hiểm, mặc dù có 5 máu thôi nhưng mà tôi đánh giá thằng đấy bây giờ khỏe nhất ở trên cái bản cầu này luôn. Trên tất cả những cái người đang chơi ấy, thì cái thằng Fana là thằng khỏe nhất anh em nhá. Nguy hiểm ấy, thằng đấy căng ấy. Bây giờ là chúng ta phải xếp bài để counter cái thằng đấy. Xếp những cái con tăng cơ ở phía dưới. Sợ thật sự. Gấu Assassin 2 sao rồi anh em ạ. Trong cái bộ Assassin thì làm sao mà đỡ. Bây giờ mà hy vọng một cái thằng nào đấy đấm được cái thằng đấy chắc là chỉ có thằng CC nhóc tì thôi. Chứ còn thằng dấm kia thì cũng không có cửa. Dấm kia chơi beat, hai cái thằng còn lại chơi beat thì làm gì có cửa đâu. Một thằng chơi beat đã phải ra đi rồi kìa. Thằng này thì nó lại không ăn được tôi. Tôi lại không sợ này. Đấy, tôi có Dark Spirit rồi. Kể cả kẹp cá luôn, chấp kẹp cá luôn. Anh em thấy chưa? Khỏe chưa? 9 Warrior của chúng tôi. Ồ, 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 đẩy nhiều luôn anh em ạ. Trời ơi, đẩy cả. Ui, đẩy 20 máu không? 20 máu luôn, đúng như tôi dự đoán. Ui, đây rồi, máy bay rồi. Từ từ nhá, máy bay thì cho vào level 10 thôi. Lên 10. Chắc chắn rồi. Ok. Bây giờ nói chung là sự gặp cái thằng Fanda thì... Ôi, thằng Fanda bị đấm nữa kìa. Fanda bị đấm qua một máu rồi kìa. Thằng nào đấm ấy, đấm nó đi, đấm chết nó đi. Tôi sợ nhất thằng đấy đấy. Ơ tại sao thua à? Tại sao thằng ấy lại thua nhỉ? Vừa rồi thằng ấy nó gặp cái thằng Beat và vẫn thua. Beat ăn được Assassin cơ. Hơi điều nhỉ anh em nhỉ. Chắc là bị hack hay bị gì rồi. Con gấu Assassin khả năng cao là bị hack. Chứ còn lấy đâu ra cái cửa nào mà con gấu Assassin nó chém clear nhanh lắm. Bây giờ tôi vẫn 72 máu đang có chuỗi. Ui gặp thằng này rồi, không biết ăn nổi không đây. Chán thế nhờ. Sao cái con gấu lại bò lên trên cái kia, tôi xong rồi. Chán thật đấy. Mất chuỗi rồi. Nên là nói chung là tôi cũng xác định là gặp thằng này là thua mà. Rồi lọt ít rồi, lọt ít rồi. Lọt 3 con rồi. Cũng 9 máu đấy. Trận này hơi đen là không có cái ba tia. Hơi đen. Kể ra mà có cái ba tia thì ngon lắm anh em ạ. Ba tia này có máy bay rồi này. Đánh kẹp lùn là ngon luôn. Mà trận này không có. Đen quá đi mất thôi. Sáu ba máu này tôi nghĩ là vẫn trụ được thôi. Bây giờ ra 30 tôi vẫn còn 63 máu. Ổn không? Quá ổn anh em ạ. Trời. Tôi không nghĩ là cái bộ này nó ao meta mà nó vẫn có thể đánh ngon lành như này đâu anh em. Lâu lắm rồi chưa sờ vào luôn ấy. Lâu lắm rồi chưa sờ vào bộ này luôn.
Chắc tôi pick sẵn để chuyển sang 6 đá đó. Trận này có khi là phải chuyển sang 6 đá đấy anh em ạ. Chơi 6 đá đấy, counter Assassin. Lên game. Tôi dự đoán là thằng Assassin nên là cái thằng solo của tôi đây anh em. Nó khá là mạnh. Vừa nay tôi không hiểu sao nó có thể thua được. Rồi chúng ta sẽ chốt cái bố set 2 nha anh em nhá. Tôi bất ngờ mà. Tại sao nó có thể thua được cái thằng Beat? Thằng Beat bay màu rồi. Còn lúc cái thằng giấm kia là thằng giấm không thọ lâu đâu. Beat gặp Assassin hay là gặp Warrior đều thua rồi. Mà nó gặp tôi nó cũng thua ấy. Rao này khả năng gặp tôi là thua rồi. Đội hình này tôi sẽ một lúc nữa tôi sẽ form về 6 đá thôi. Nhưng mà trước khi về 6 đá chúng ta cũng sẽ có thể chúng ta vẫn form tam pháp sát long bình thường nha anh em nhá. Nếu mà ra được con xe linh hoặc là ra được con Phantom Queen ấy. Đấy thì chúng ta sẽ chuyển có thể là bỏ ngũ không ra. Ngũ không thì tương lai thì chúng ta không chơi đâu bộ này. Do không có đồ. Đồ chủ yếu là đồ đánh xa. Ok. À kẹp được hồn rồi. Nhưng mà nói chung là không có cửa nào ăn được cả. Cái vấn đề là không ăn được. Đấy anh em thấy chưa. Ui dồi, đẩy nhiều lắm anh em ạ. Chúa quỷ ra sớm mà không chuyển sang ấy à. Không chuyển sang Witcher à. Tiền là 50 tiền. Như tôi chuyển sang Witcher chơi luôn đấy. Có chúa quỷ ở kiếm hồn. Chuyển sang Witcher ngon quá gì đó. Rồi thôi rồi thôi. Đây rồi anh em ơi, Phantom Queen đây rồi. Rồi, roll nốt nha anh em nhá. Kiếm con gấu 3 sao đã này. Rồi. Gấu 3. À thiếu một con, thiếu một cây. Đây rồi. Được quá nhỉ. Rồi. Được chưa? Phantom Queen bây giờ chưa lên được 2 sao, chưa chắc đã ngon bằng ngộ không đâu. Ngộ không nó kích thêm hệ Beat nữa. Từ từ đã anh em nhá, từ từ đã. Bình tĩnh. Ok, ui thằng này khỏe này. Khỏe thế nhở, ây da. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Ui đẩy căng quá. Nói chung là cái bộ này nó cũng đang hot đấy. Siren kẹp 6 bit. Siren làm co ấy. Mạnh lắm. Rồi thôi. Tốn tiếp. 6 đá cái là ngậm ngay anh em ạ. Không sợ, đây rồi. Đủ 6 đá rồi đấy. Cho vào luôn không. 6 đá. Hay bỏ con gấu ấy nhỉ. Tôi vẫn nghĩ là con máy bay nó ngon hơn đấy. Anh em nhìn kìa, máu của tôi nhiều vãi đái luôn. Tôi mặc dù tôi lọt tôi thua nhưng mà tôi máu tôi vẫn nhiều nhất bàn cờ luôn. Thằng này chịu à, gặp thằng này chịu. Mất ít rồi nha, mất ít máu rồi. Gặp thằng này mất nhiều máu luôn. Ơ, rồng khạc được. Ui, khạc được thêm một cái. Mà không sao, cái đấy là cũng giảm được khá máu rồi. 3 con, lọt 3 con, ok. 6 máu rồi mà. Đấy, lần lượt cho chết rồi. Đấy, anh em thấy chưa? Ui dồi ôi, anh em thấy không? Đây rồi, máy bay 2 sao này. Ok. Chắc là bỏ con gấu ra nhỉ. Hay bỏ con gì? Bỏ bây giờ chắc chỉ bỏ con gấu thôi chứ. Rồi, tôi nghĩ đã bỏ gấu rồi. Hết slot rồi anh em ạ. 6 đá nó đương nhiên nó phải là 6 đá anh em nhá. Để counter vào cái nhà Medusa á. Medusa Beat cũng như là counter luôn vào hai thằng luôn. Anh em ạ, một phát counter hai thằng luôn. Không nói nhiều. Gấu chắc thôi. Rồi, Beat đúng không? Beat Medu đúng không? Đấm hộ cái. Có dây chuyền kháng cái gì? Ui giời ơi, ai chả biết. Nhưng mà nó cũng chỉ kháng được một lần thôi. Ờ kháng thêm lần nữa thì làm sao? Làm máu à? Làm máu à? Ui giời, anh em thấy chưa? Lợi hại chưa? Lợi hại đấy. Rồi, còn một thằng. Vậy là cuối cùng chỉ còn lại cái thằng Assassin thôi. Trời.
Tam Pháp Sát Long. Ôi nhưng mà thôi, bây giờ không phải Tam Pháp Sát Long nữa rồi. Nhưng mà đấy, ý tôi nói là xây dựng là cái bộ Tam Pháp Sát Long nó phải chiếm tới 90% của cái trận đấu rồi gì nữa. Còn late game thì thôi, ai chẳng muốn được top 1 đúng không anh em? Chứ còn giữ cái bộ Tam Pháp Sát Long làm gì để đánh cái top 3 thì có cái gì là hay đâu. Chả nhẽ lại ở lại xem bọn nó chơi, đúng không anh em? Tôi nghĩ là như này hợp lý. Đấy, bây giờ xếp bài counter để top 1 thôi. Quá hợp lý luôn. Đấy, thằng này đúng không? Assassin kẹp cọc này. Bộ này bộ tier S đấy. Càng đấy. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là tôi ăn thôi. Một cái pha xếp bài đẹp thôi. Lé được cái con Assassin nó clear thôi là xong anh em ạ. Một cái round xếp thật đẹp là xong. Ok. Rồi, lấy cái bão nha anh em nhá. Chắc chắn nó phải là cái bão. Cái bão này nó sẽ giúp cho cái con gấu ấy, nó sẽ bị silent. Chỉ cần silent và con gấu thôi ấy, là nó không có nhảy được hai lần. Thế là coi như là đi. Anh em cứ tin tôi. Con gấu nó mạnh ấy là bởi vì nó có thể giết người và nó nhảy liên tục. Cái skill của nó thì nó mới mạnh thôi anh em ạ. Còn cái con đấy mà nó không nhảy được ấy, nó chỉ chém được một phát đầu tiên ấy, thì nó không ăn thua. Nó cũng khác gì con cáo đâu. Chọt ở một phát mà tôi tách đội hình ra cơ. Tôi không có để lại tụ một chỗ. Nên là cái gây đam của nó không nhiều đâu anh em ạ. Anh em cứ tin tôi nhá. Rồi. Rồi nốt này. Tách đội hình ra một chút là được ấy mà. Rồi để xem nhá. Gấu đâu, bay vào đấy. Bay vào đấy. Rồi. Đấy, anh em thấy chưa? Trời ơi. Đứng luôn ở trong vòng luôn, không nhảy nổi luôn mà, thậm chí còn không nhảy được luôn. Thôi xong rồi. Ui giời ơi. Kinh nghiệm anh em ạ. À. Anh em thấy chưa? Cái kinh nghiệm của trận đấu chiến trường nó đã coi như là phải rơi vào đâu đấy nó tầm khoảng chục nghìn trận rồi. Căng thẳng không? Không căng thẳng lắm, bởi vì là tôi biết trước là tôi thắng rồi. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Cũng là một trong những cái bộ bí kí đã thất truyền cách đây 4-5 mùa rồi. Tôi mang ra tôi đấm cái bộ ngũ long hóa hình hay lắm anh em tin tôi. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Giới thiệu cho anh em một cái đội hình mà chỉ mất có khoảng 50 trận có thể lên được queen. Sờ farm theo đúng cái kiểu là mất não công nghiệp nha anh em nhá. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh hoặc donate để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!